Ukraine tiết lộ kế hoạch khiến quân đội Nga không còn ý chí chiến đấu. Có gì trong gói viện trợ mới mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa mang đến Kiev? Tổng thống Ukraine sa thải Tư lệnh Quân y, yêu cầu nâng cấp hỗ trợ y tế cho binh sĩ. Israel chuyển sang giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến ở Gaza. 6 công dân Mỹ thiệt mạng trong xung đột Israel Hamas. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng kêu gọi người dân chuẩn bị cho làn sóng tấn công mới của Nga vào cơ sở hạ tầng khi mùa đông đến gần. Ông nhấn mạnh mọi sự chú ý lúc này nên tập trung vào quốc phòng, phản ứng với những cuộc tấn công của đối phương bằng mọi cách để vượt qua mùa đông. Trong khi đó, Kiev Post dẫn lời ông Volodymyr Fitio, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine cho biết, nhiệm vụ chính của quân đội nước này trong mùa đông sẽ là làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga để họ đói, lạnh và không còn ý chí chiến đấu. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy các lực lượng trên bộ của Ukraine, ông Volodymyr Fitio cho biết, mục tiêu của Kiev là khiến cho các lực lượng Nga cảm thấy không thoải mái nhiều nhất có thể. Ông Fitio cho biết, đối phương sẽ chứng kiến những điều bất ngờ từ bầu trời. Ông nói, nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo mọi thứ đang diễn ra hiện nay sẽ giúp ích cho các lực lượng của Ukraine và ngược lại gây hại cho quân đội Nga. Đầu tháng này, ông Fitio thông báo mục tiêu của Ukraine trong mùa đông là cắt đứt tuyến tiếp tế quân sự của Nga để loại bỏ họ. Thời tiết lạnh giá hơn sẽ làm chậm lại nhịp độ xung đột mùa đông năm ngoái không chứng kiến bất kỳ đột phá lớn nào của quân đội hai bên tuy nhiên những bình luận của ông fitio đã cho thấy ukraine vẫn lên kế hoạch sử dụng quãng thời gian này để đạt được lợi thế mặc dù tuyết bùn đất và băng giá sẽ làm chậm lại một số yếu tố giao tranh chẳng hạn như việc di chuyển của quân đội nga đã sử dụng mùa đông năm ngoái để xây dựng mạng lưới phòng thủ và đặt các bãi mìn điều đó đã làm chậm lại nỗ lực phản công của ukraine nga cũng tận dụng thời điểm đó để tấn công tên lửa và uav Nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine Kiev cảnh báo Moscow có thể sẽ thực hiện chiến dịch trên một lần nữa Tiến sĩ Jack Walling Chuyên gia về chiến tranh trên bộ Thuộc Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh Rusi đánh giá Mùa đông sẽ mang đến cho Ukraine Cơ hội để gây tổn thất tối đa cho Nga Theo ông, thương vong của Nga Vào mùa đông năm ngoái rất cao Thậm chí cả khi Nga có ưu thế về hỏa lực Ông Walling cho hay quân đội Nga có thể bị mắc kẹt bên ngoài, chịu đựng ẩm ướt và lạnh giá, trong khi các cuộc tấn công của Ukraine sẽ làm suy yếu chuỗi hậu cần của Moscow. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng có nhiều rủi ro có thể xảy ra với Ukraine trong mùa đông này. Nếu Ukraine không tiếp tục gây sức ép lên phòng tuyến Nga trong mùa đông này, thì mạng lưới phòng thủ của đối phương sẽ ngày càng mở rộng. Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 100 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev vừa qua, đồng thời cam kết hỗ trợ lâu dài cho Ukraine trong bối cảnh xuất hiện lo ngại ngày càng tăng về tính bền vững của những hỗ trợ quan trọng từ Washington. Ông Austin công bố gói viện trợ sau một ngày họp với các quan chức Ukraine. Đây là gói viện trợ quân sự thứ 51 được cung cấp từ kho của Lầu Năm Góc bao gồm một hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS và đạn dược bổ sung, đạn pháo 155 mm, tên lửa phòng không vác Stinger, tên lửa chống tăng TOW. Ngoài ra gói mới còn bao gồm các thiết bị hoạt động trong thời tiết lạnh, các loại đạn dược phá hủy để dọn chứa ngại vật và hơn 3 triệu viên đạn vũ khí nhỏ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Austin tới Kiev kể từ hồi tháng 4 năm 2022. Khi công bố gói này, lãnh đạo Lầu Năm Góc cho biết ông nhận thấy sự ủng hộ của lưỡng đảng ở cả hai viện của Quốc hội. Ông nói, tôi biết có những điều chúng tôi cần tiếp tục giải quyết để yêu cầu bổ sung được chấp thuận, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Quốc hội để thực hiện điều đó. Và Quốc hội, các thành viên Quốc hội của chúng tôi có những câu hỏi xác đáng mà chúng tôi sẽ trả lời. Bộ trưởng Austin cũng nhấn mạnh với Tổng thống Zelensky sau chuyến tàu đêm từ Ba Lan đến Ukraine. Thông điệp mà tôi mang đến cho ông hôm nay, thưa Tổng thống, là hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ luôn ở bên ông. Chúng tôi sẽ còn ở lại bên ông trong thời gian dài. Về phần mình, nhà lãnh đạo Ukraine, ông Zelensky nói với ông Austin rằng chuyến thăm của ông là một tín hiệu rất quan trọng đối với Ukraine. Ông Zelensky nói, chúng tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ của các ông. Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 44 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại nước này hồi tháng 2 năm 2022. Bộ trưởng Austin nói với các phóng viên sau cuộc gặp, tôi nghĩ họ đã sẵn sàng chiến đấu vào mùa đông. Ông cho biết thêm, họ đã làm rất tốt vào năm ngoái, năm nay chúng tôi kỳ vọng họ sẽ làm như vậy. Dựa trên những gì Tổng thống Zelensky nói, họ thậm chí còn quyết liệt hơn. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh chia rẽ ngày càng tăng về viện trợ cho Ukraine tại đôi Capitol, khi chỉ còn một năm nữa là nước Mỹ sẽ xác định chủ nhân mới của Nhà Trắng. Một số nhà lập pháp Mỹ đang ưu tiên viện trợ cho Israel, ngay cả khi các quan chức quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng Washington có thể hỗ trợ đồng thời cho cả hai đồng minh. Trong một tuyên bố vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi các nhà lập pháp phê duyệt thêm viện trợ. Ông Blinken nói, điều quan trọng là quốc hội phải hành động để hỗ trợ Ukraine bằng cách thông qua yêu cầu tài trợ bổ sung của Tổng thống. Ông Blinken phát biểu, giúp Ukraine tự vệ, giúp ngăn chặn xung đột lớn hơn trong khu vực và ngăn chặn sự xâm lược trong tương lai. Điều này giúp tất cả chúng ta an toàn hơn. Trong khi đó, một số quan chức hàng đầu của Ukraine đã bày tỏ lo ngại rằng việc cung cấp viện trợ quân sự có thể trở nên ít thường xuyên hơn, phản ánh tranh luận ngày càng lớn về mức độ hỗ trợ cần thiết cho Kiev để duy trì cuộc chiến chống lại Nga. Ngân sách Ukraine trong năm tới thâm hụt hơn 40 tỷ đô la Mỹ và cần phải bù đắp. Hồi tháng 10, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt thêm nguồn tài chính cho Ukraine. Tuy nhiên, sau cuộc bỏ phiếu hôm 15 tháng 11, Thượng viện đã thông qua dự luật chi tiêu mới mà không có khoản tài chính dành cho Ukraine và một ngày sau, Tổng thống Biden đã ký phê chuẩn dự luật. Diễn biến này càng làm dấy lên mối lo ngại rằng nguồn tài trợ cho Ukraine có thể không bao giờ đạt được, đặc biệt là khi dự luật được thông qua, chỉ bao gồm khoản hỗ trợ cho Israel, chứ không phải cho Ukraine. Nhiều tiếng nói trong Đảng Cộng hòa đã phản đối việc gửi thêm viện trợ cho Ukraine. Phe phản đối viện trợ cho rằng tiền của người nộp thuế ở Mỹ nên được chi tiêu ở trong nước, nhưng đa số đảng viên Cộng hòa và dân chủ tại Quốc hội vẫn ủng hộ viện trợ cho chính phủ của Tổng thống Zelensky. Các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã nhấn mạnh tính chất quan trọng của chuyến thăm Kyiv của Bộ trưởng Austin và thông điệp mà nó gửi đi rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bất chấp những thách thức khác đặc biệt là ở Trung Đông với cuộc chiến của Israel chống lại Hamas. Bất chấp nguồn tài trợ của Mỹ dành cho viện trợ cho Ukraine đang cạn, quan chức này cho biết một số năng lực đã được mua sắm trong một năm rưỡi qua sẽ bắt đầu được đưa vào sử dụng trong vài tháng tới và trong suốt năm 2024. Quan chức này nói thêm, vì vậy sẽ có nguồn cung cấp năng lực ổn định ngay lập tức và trong một thời gian dài. Vị quan chức trên cũng cho biết Họ dự đoán Nga sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng trong những tháng mùa đông như năm ngoái. Họ đã làm điều đó vào mùa đông năm ngoái. Trên thực tế, chúng tôi đã chứng kiến một số cuộc tấn công trong vài ngày qua. Nhưng chúng tôi đang trên đà cung cấp một lượng pháo, đạn dược và hỏa lực tầm xa ổn định trong suốt những tháng này. Chúng tôi có thể làm cả hai việc cùng một lúc. Hiện Nga kiểm soát gần một phần năm lãnh thổ Ukraine. Phương Tây đã gửi nhiều thiết bị quân sự vào Ukraine mở cuộc tấn công từ hồi tháng 6 năm nay nhằm giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ, nhưng vẫn chưa đạt được bước đột phá lớn. Thưa quý vị, Tổng thống Zelensky đã cách chức nữ tư lệnh lực lượng quân y, Thiếu tướng Tatiana Otaschenko, đồng thời nhấn mạnh cần những thay đổi cơ bản trong cách quân đội Ukraine xử lý thương vong trên chiến trường. Tổng thống Zelensky đã cách chức nữ tư lệnh lực lượng quân y, thiếu tướng Tatiana Ostachenko, đồng thời nhấn mạnh cần những thay đổi cơ bản trong cách quân đội Ukraine xử lý thương vong trên chiến trường. Theo đó, nữ thiếu tướng Tatiana Ostachenko sẽ được thay thế bởi thiếu tướng Kat trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc y tế cho binh lính Ukraine. Ông Zelensky nói, nhiệm vụ rất rõ ràng và điều này đã được tuyên bố nhiều lần, đặc biệt là trong cộng đồng y tế chiến đấu của chúng ta, về cơ bản cần có một trình độ y học mới. Bình luận về quyết định này, Bộ trưởng Quốc phòng Rutem Umerov cũng viết trên mạng xã hội đã đến lúc giải quyết vấn đề hỗ trợ y tế cho các binh sĩ của chúng ta. Được biết, tân tư lệnh lực lượng quân y Ukraine Katmurchuk trước đây là người đứng đầu Trung tâm Lâm sàng Quân y Quốc gia thuộc Bệnh viện Y học Lâm sàng Quân đội ở Kiev. Động thái của ông Zelensky được đưa ra sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Rutem Umerov, người mới được bổ nhiệm hồi tháng 9 vừa qua, trong bối cảnh xuất hiện những cáo buộc ở Kiev về sự thất bại của cuộc phản công từ mùa hè chống lại Nga. Theo đài RT, các nguồn tin giấu tên của Ukraine nói với tờ Telegraph Anh đã phàn nàn về các thiết bị không đạt tiêu chuẩn như bộ dụng cụ giã chiến mà Kiev đã mua từ nước ngoài. Nguồn tin cho rằng chất lượng đào tạo kém đã khiến y bác sĩ quân y sử dụng Garo khi không cần thiết, do đó làm tăng số ca phải cắt cụt chi. Tướng Otachenko là người gốc Lviv ở miền Tây Ukraine, được bổ nhiệm làm người đứng đầu ngành quân y vào năm 2021. Bà là nữ tư lệnh đầu tiên của lực lượng này và cũng là nữ thiếu tướng đầu tiên trong lịch sử Ukraine. Trong khi đó, theo tờ Kiev Post, tướng Kamichuk là người vùng Vinnytsia, sinh năm 1970 và tốt nghiệp khoa đào tạo bác sĩ hải quân tại Học viện Quân y Sergei Kirov năm 1993. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã giữ các vị trí chủ chốt ở nhiều cơ quan y tế khác nhau trong Bộ Quốc phòng. Ông Kamichuk từng là nhà trị liệu hàng đầu tại Bệnh viện Y học Lâm Sàng Quân đội trước khi nắm quyền lãnh đạo bệnh viện. Tổng thống Zelensky đã trao tặng ông huân chương chiến công hạng 3 vào tháng 1 năm 2022. Theo đó, Tổng thống Zelensky cũng đã thanh lọc ban lãnh đạo cơ quan bảo vệ thông tin và truyền thông đặc biệt nhà nước Ukraine. Sau khi người đứng đầu cơ quan này là Yuri Sigol và cấp phó Viktor Zora của ông ta dính líu đến tham nhũng, được biết, trước đó Ukraine cũng đã cách chức hai quan chức an ninh mạng cấp cao của nước này. Các quan chức bị cách chức bao gồm ông Yuri Sigol, người đứng đầu cơ quan bảo vệ thông tin và truyền thông đặc biệt nhà nước Ukraine, và cấp phó của ông này là Viktor Jora. Thông tin về việc cách chức được đưa ra chưa đầy một giờ trước khi các công tố viên chống tham nhũng cho biết họ đang điều tra người đứng đầu SSS và cấp phó về vai trò của họ trong vụ 6 người tham ô 1,72 triệu đô la Mỹ từ năm 2020 đến năm 2022. Trong nhiều năm qua, tham nhũng vẫn luôn là một vấn đề gây tranh cãi đối với chính phủ Ukraine và cuộc xung đột nổ ra đã làm vấn đề trở nên trầm trọng hơn theo cấp số nhân tham mô và phân phối hàng tại thị trường chợ đen chỉ là bề nổi của vấn nạn trong lực lượng vũ trang này. Hồi tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã sa thải Bộ trưởng và 6 Thứ trưởng Quốc phòng nhằm gửi đi một tín hiệu tích cực về hoạt động giám sát và chấn áp nạn trục lợi thời chiến. Trước đó, trong tháng 8, ông Zelensky đã sa thải toàn bộ 24 người đứng đầu văn phòng tuyển quân khu vực của Ukraine sau khi chính phủ thừa nhận rằng hàng chục quan chức tuyển dụng đang bị điều tra vì nhận hối lộ để miễn nghĩa vụ quân sự cho một số nam giới. Ngoài ra, Ukraine cũng thực hiện làn sóng truy quét tham nhũng và sa thải liên quan đến các bộ phận khác của chính phủ. Hãng Interfax đưa tin, chính phủ Ukraine đã thông qua chương trình chống tham nhũng quốc gia giai đoạn năm 2023 đến 2025. Theo chính phủ nước này, chương trình chống tham nhũng quốc gia sẽ đưa ra các tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp mới trong khu vực công, cũng như giúp tăng cường kiểm soát của nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức kinh doanh do chính phủ sở hữu một phần. Việc áp dụng các biện pháp phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với Ukraine để trở thành thành viên của EU. Thưa quý vị, Nga vẫn đang duy trì triển khai các phi đội trực thăng ở các căn cứ chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 6 km và cách các vị trí tiền tuyến 75 km mà không lo ngại Kiev sẽ nhắm mục tiêu bằng các hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp. Một trong những mối đe dọa đáng kể đối với lực lượng phòng vệ Ukraine là trực thăng tấn công của Nga đặc biệt là K-52 và Mi-28. Để ngăn chặn mối đe dọa này, Ukraine cần phải tăng cường lực lượng phòng không và tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống vào các căn cứ không quân của đối phương. Sau cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa tác chiến lục quân Atak MS vào các sân bay của Nga ở Berdyan và Lugan, năng lực phòng không của Ukraine đã được cải thiện nhưng không đủ để buộc Nga phải thay đổi chiến thuật tấn công. Defense Express dẫn những phân tích về hình ảnh vệ tinh của các chuyên gia cho thấy, Nga vẫn duy trì các phi đội trực thăng ở các căn cứ gần tiền tuyến. Các căn cứ trực thăng được Nga đặt ở Tangarod, Zenograd vùng Rostov, Butylinovka vùng Vorone, Rovenki vùng Bengorod, Kirovske bán đảo Krum. Ngoài những căn cứ được các nhà phân tích quan sát, còn có một số căn cứ trực thăng khác, nơi các máy bay trực thăng của quân đội Nga được tiếp nhiên liệu cho các nhiệm vụ chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine. Theo Defense Express, có ghi nhận máy bay trực thăng tấn công của Nga cất cánh từ căn cứ không quân ở Dan bán đảo Crimea, Bengorod và Valuki. Hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất 25 trực thăng tấn công K-52 hiện diện ở các căn cứ này và số lượng có thể còn lớn hơn. Một số chuyên gia quân sự đánh giá rằng tên lửa Atak MS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine cũng có thể không phải là giải pháp hiệu quả để đối phó với trực thăng của Nga. Họ chỉ ra các lý do khiến Ukraine khó sử dụng tên lửa Atak MS để tập kích các căn cứ của Nga. Lý do thứ nhất là là hạn chế về mặt kỹ thuật. Trong số các căn cứ không quân của Nga kể trên, có căn cứ Kyrokhe ở bán đảo Crimea nằm cách tiền tuyến khoảng 230 km. Để nhắm mục tiêu hiệu quả ở khu vực này, lực lượng vũ trang Ukraine cần phiên bản M39A1 của Atak MS với tầm bắn 300 km. Tuy nhiên, phiên bản Atak MS Mỹ gửi cho Ukraine chỉ có tầm bắn 165 km. Lý do thứ hai là Ukraine sử dụng vũ khí phải tuân theo các điều kiện mà Mỹ đưa ra. Washington đã nhiều lần cảnh báo Kiev không sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga nhằm tránh leo thang căng thẳng. Đó là lý do tại sao Nga có thể triển khai thêm một số máy bay trực thăng tấn công sẵn sàng chiến đấu ở vùng Rovenki, Bengorod, chỉ cách biên giới Ukraine 6 km và cách tiền tuyến 75 km. Tuy nhiên, việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu của Nga cũng sẽ khiến Moscow phải di chuyển thiết bị quân sự về phía sau tiền tuyến ngoài phạm vi hoạt động của vũ khí Ukraine. Việc di rời này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của trực thăng vì tần suất xuất kích giảm, trang thiết bị hao mòn nhiều hơn, đòi hỏi phải bảo trì và sửa chữa liên tục. Bên cạnh đó, Nga có thể đang xem xét đưa máy bay M-55 Mystic B thời Liên Xô trở lại hoạt động nhằm giúp thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo theo đó, chiếc máy bay vốn được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát tầm cao này sẽ tăng cường khả năng hiện còn hạn chế của Nga ở Ukraine. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh, việc Nga không thiết lập được năng lực tình báo, giám sát, thu thập mục tiêu và trinh sát ESTA phù hợp là một lỗ hổng nghiêm trọng trong chiến lược của Nga. Các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một chiếc M-55 với một thùng chứa dưới cánh có khả năng chứa thiết bị trinh sát vô tuyến. Bộ Quốc phòng Anh cho biết khả năng hoạt động ở độ cao lớn của M55 cho phép nó hoạt động ở phạm vi tầm xa đáng kể. Bản cập nhật tình báo cho biết thêm, nó gần như chắc chắn sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ ở Ukraine từ không phận Nga. Việc cải thiện năng lực insta của Nga sẽ là điều cần thiết để các lực lượng trên không, trên biển và trên bộ của nước này có thể tìm kiếm mục tiêu một cách nhanh chóng và chính xác. M55 do phòng thiết kế OKB Miasichev phát triển vào những năm 1980, Ban đầu, để chống lại khinh khí cầu do thám tầm cao của Mỹ, nhưng sau đó được sử dụng chủ yếu cho vai trò trinh sát và nghiên cứu. Máy bay có chiều dài 22,8m, sải cánh 37,4m và trọng lượng cất cánh tối đa trên 23 tấn, trần hoạt động hơn 21.000m. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bất ngờ đến thăm Kiev để củng cố cam kết của Washington tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ, Bộ trưởng Austin đã tới Ukraine để gặp các nhà lãnh đạo Ukraine và sẽ tiếp tục nêu bật cam kết của Mỹ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Đây là chuyến thăm thứ hai tới Kiev của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông di chuyển bằng tàu từ Ba Lan sang Ukraine. Thời gian qua, Mỹ đã cung cấp hàng chục tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine và nhiều lần tái khẳng định cam kết hỗ trợ Kiev tới chừng nào cần thiết. Tuy nhiên, tương lai các gói viện trợ tiếp theo cho Ukraine trở nên khó đoán định sau khi những khoản chi này bị loại ra khỏi đạo luật chi ngân sách tạm thời vừa được Quốc hội Mỹ thông qua do vấp phải sự phản đối của một số thành viên Đảng Cộng hòa. Phó thư ký báo chí lầu năm góc Sabrina Singh cũng cho biết, các gói hỗ trợ sẽ giảm đi vì Mỹ cần phải cân nhắc sự hỗ trợ của mình cho Ukraine. Bên cạnh đó, cuộc chiến với Nga kéo dài và tình trạng trốn tránh nghĩa vụ quân sự làm giảm đáng kể động lực của công dân Ukraine phục vụ trong quân đội. Trên trường quốc tế, khi đến thăm Mỹ và các nước phương Tây khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky luôn đưa ra thông điệp Kiev đang cần vũ khí, đạn dược tân tiến và tài chính hơn nữa. Tuy nhiên, tại quê nhà, ông lại phải đối mặt với vấn đề nhân sự. Cuộc chiến sắp kết thúc năm thứ hai và quân đội Ukraine cần thêm nhân lực để duy trì cuộc chiến kéo dài và hao tổn trước Nga, một quốc gia có dân số đông gấp 3 lần Ukraine. Trong một bài xã luận, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, tướng Valery Zalutny thừa nhận việc huấn luyện và tuyển quân đang trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với quốc gia này. Vị tướng chia sẻ, tính chất kéo dài của cuộc xung đột, việc luân chuyển binh lính bị hạn chế, luật pháp tồn tại những lỗ hồng để có người trốn tránh việc huy động quân, làm giảm đáng kể động lực của công dân phục vụ trong quân đội. Bài xã luận thừa nhận một thực tế ảm đạm rằng Ukraine cần nhiều người binh sĩ hơn và cần ngay bây giờ. Vậy thách thức huy động lực lượng của Ukraine đang nghiêm trọng đến mức nào? Kiev không công khai mục tiêu nhân lực của mình, cũng không tiết lộ chi tiết tổng số người chết và bị thương. Mặc dù thương vong của cả hai bên ước tính kể từ tháng 2 năm 2022 lên tới hàng trăm nghìn người. Sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự, Ukraine đã áp đặt thiết quân luật. Theo đó, tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60 đều phải có trách nhiệm nghĩa vụ quân sự và có thể được điều động ngoại trừ những người không đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ đến năm 2023, các quy định về đăng ký quân sự đã được cập nhật để bao gồm cả phụ nữ. Nhưng các biện pháp này đã không còn đủ sức hấp dẫn để tất cả sẵn sàng tham gia. Thiết quân luật đưa ra những lệnh cấm xuất cảnh hà khắc. Nam giới từ 18 đến 60 tuổi bị cấm xuất cảnh, mặc dù có rất nhiều trường hợp miễn trừ. Từ cha mẹ đơn thân có con nhỏ đến vận động viên chuyên nghiệp, rất khó nắm chính xác về mức độ người Ukraine hưởng ứng lời kêu gọi phục vụ trong quân đội nhưng các quan chức đã công khai thừa nhận rằng việc trốn nghĩa vụ quân sự và thực thi các quy định huy động là một vấn đề. Người phát ngôn cơ quan biên giới nhà nước Ukraine Andriy Dimchenko cho biết, trong những tháng qua, 43.000 công dân Ukraine đã bị từ chối xuất cảnh ở biên giới. Ông nói các lý do rất khác nhau, nhưng chủ yếu là vì họ không đủ điều kiện xuất cảnh. Cuộc chiến đôi khi được đơn giản hóa như một cuộc cạnh tranh công nghiệp. Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đang chạy đua sản xuất đạn dược cho Kiev trong khi Moscow tăng cường sản xuất đạn pháo trong nước và tìm kiếm nguồn cung cấp mới. Nhiều khi nó cũng trở thành một cuộc đua tuyển quân giữa Ukraine và Nga. Huy động quân là vấn đề sống còn của Ukraine. Cuộc phản công của Ukraine đã không mang lại bất kỳ đột phá lớn nào trên chiến trường và sự hỗ trợ của phương Tây có nguy cơ bị dao động. Đặc biệt là khi các sự kiện ở Israel và Gaza hồi tháng trước đã chuyển hướng sự chú ý khỏi cuộc xung đột kéo dài ở châu Âu. Thiếu tá Victor Kaisin, phục vụ trong lữ đoàn Katia cho biết, nếu chiến tranh tiếp tục như hiện giờ, không có cách nào để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Cho đến gần đây, ông vẫn tham gia tuyển quân cho đơn vị của mình. Thiếu tá Victor nhận xét, đang thiếu quân nhân, đôi khi là thiếu hụt trầm trọng. Bên cạnh đó, nhiều vị trí quân sự khác nhau đòi hỏi những kỹ năng khác nhau. Một số yêu cầu rèn luyện thể chất, một số yêu cầu kỹ năng trí tuệ, mọi người thì lại có những kỹ năng khác nhau. Ông cũng thừa nhận, việc phải ra chiến tuyến thật sự nhưng lại nhận mức lương ít ỏi khiến nhiều người nhột chí. Khi họ biết rằng mình phải đi ra vùng chiến sự mong muốn kiếm được 20.000 đến 30.000 UAH tương đương 550 đến 830 đô la Mỹ một tháng, hoặc thậm chí 100.000 UAH tương đương 2.750 đô la Mỹ ngay lập tức biến mất. Mark Holloway, 29 tuổi, làm tình nguyện viên dân sự hỗ trợ quân đội đã 2 năm nay nhưng anh không thể nhập ngũ vì vấn đề sức khỏe. Anh cho hay người dân đang dần chủ quan về tình hình. Mắc bày tỏ người dân quá chủ quan, các câu lạc bộ khiêu vũ vẫn hoạt động, taxi đêm vẫn hoạt động. Nếu như không có một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố, mọi người có xu hướng quên rằng chúng ta thực sự đang ở giữa cuộc chiến. Đối với những người như Jeff Hand và Vlad làm trong lĩnh vực công nghệ, họ đều không muốn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo kênh VK và Raiba, bom chùm RBK-500 của Nga đã lần đầu tiên được sử dụng ở Nam Đô Nhét, gần Stadromayosko, nhằm vào các vị trí của Ukraine. Đây là lần đầu tiên bom chùm được sử dụng, nhưng có lẽ sẽ không phải là lần cuối cùng. Không có thay đổi nào về chiến tuyến. Tuy nhiên, một khi sử dụng các loại vũ khí mới có tính sát thương cao, dường như công việc của lực lượng vũ trang Nga trong khu vực này sẽ trở nên dễ dàng hơn đáng kể. Trong khi đó, phía Ukraine bắt đầu sử dụng bom đạn chùm sau khi nhận được loại vũ khí gây tranh cãi này từ Mỹ hồi giữa tháng 7. Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung GCCC cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự dưng hồi tháng 8, bốn quả bom chùm 155mm đã được bắn vào trung tâm thành phố, gây ra hỏa hoạn ở ba quận. Các quả bom chùm được cho là đã phát nổ trên không. Đại học Kinh tế và Thương mại Donetsk đã bốc cháy sau vụ pháo kích. Trong khi thị trưởng Donetsk Alexei Kulemjin cho biết Hỏa hoạn cũng được báo cáo tại một số tòa nhà chung cư. GCCC cho biết, cuộc pháo kích diễn ra sau khi ít nhất 3 người thiệt mạng và 10 người bị thương sau một cuộc bắn phá của Ukraine hôm đầu tuần. Một vụ pháo kích khác cũng đã sát hại một thường dân ở một thị trấn gần đó. Mỹ cho biết quyết định cung cấp bom chùm là do Ukraine không còn nhiều đạn pháo tiêu chuẩn. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, việc cung cấp bom chùm chỉ mang tính tạm thời. Washington thừa nhận rằng họ nhận thức được nguy cơ gia tăng do bom đạn chùm gây ra cho dân thường, nhưng tuyên bố rằng Kiev đã cam kết sử dụng chúng một cách có trách nhiệm và tránh xa các khu vực đông dân cư, đồng thời sẽ theo dõi việc sử dụng bom chùm để thực hiện giả phá bom mìn sau này. Bom đạn chùm đã bị hơn 100 quốc gia cấm vì tác động tàn phá của chúng đối với dân thường. Đạn chùm thường được thiết kế để nổ giữa không trung và giải phóng hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm quả đạn vụ có thể gây sát thương trong một khu vực rộng lớn. Khi Mỹ quyết định cung cấp bom đạn trùm cho Ukraine, Nga đã từng tuyên bố rằng hành động này chỉ nhằm kéo dài cuộc xung đột. Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này có bom trùm hiệu quả hơn nhiều so với của Mỹ, phạm vi tấn công rộng hơn và đa dạng hơn. Đồng thời cảnh báo lực lượng vũ trang Nga có thể sẽ buộc phải sử dụng vũ khí tương đương để chống lại lực lượng Ukraine như một cách đáp trả. Ông Shoigu cho biết cũng giống như Mỹ và Ukraine, Nga không phải là một bên tham gia công ước về bom đạn trùm. Tuy nhiên, Nga đã hạn chế sử dụng kho vũ khí này của mình trong cuộc xung đột hiện tại, nhận thức được mối đe dọa mà loại vũ khí này gây ra cho dân thường. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng phản đối Mỹ quyết định cung cấp bom đạn chùm cho Ukraine. Động thái này làm dấy lên làn sóng chỉ trích cả trong nước Mỹ và trên thế giới. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Quân đội Israel đang chuẩn bị truy lùng lực lượng Hamas ở phía nam của giải Gaza, nhưng sẽ đối mặt với lượng dân cư đông đúc do cuộc di tản từ phía bắc xuống. Theo tờ Wall Street Journal Mỹ, ngày 20 tháng 11, Israel đang chuyển trọng tâm hoạt động quân sự của mình sang miền nam Gaza, nơi nước này có thể sẽ phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất của cuộc xung đột vốn đã kéo dài 6 tuần, khi họ tìm cách tiêu diệt Hamas và giải cứu các con tin trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Lực lượng Israel phần lớn đã thành công trong việc giành quyền kiểm soát phía bắc Gaza. Tuy nhiên, các quan chức và nhà phân tích cấp cao của Israel cho biết họ chỉ phá hủy một phần khả năng quân sự của Hamas và chưa bắt giữ hoặc tiêu diệt nhiều chỉ huy hàng đầu của tổ chức này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã báo hiệu sự chuyển hướng về phía nam trong những ngày gần đây, cho thấy rằng nhiều tay súng Hamas đã rút về hướng đó khi IDF tiến vào một số nơi lãnh đạo Hamas đang trú ẩn trong các thị trấn đông dân cư hoặc trong các đường hầm dưới lòng đất, nơi đã chứng kiến ít cuộc không kích hơn và ít giao tranh hơn so với thành phố Gaza ở phía bắc. Hamas gần như chắc chắn sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn ở phía nam, nơi họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài quyết chiến. Các con tin là đòn bẩy tốt nhất mà Hamas tận dụng sau sự chuyển dịch của Israel về phía nam, khi nhóm hồi giáo Palestine tìm cách ngừng giao tranh, ít nhất là tạm thời theo các cựu sĩ quan quân sự Israel. Nhiều quan chức và chỉ huy Israel cho biết kế hoạch tấn công Hamas của IDF ở phía Nam có thể giống với kế hoạch tấn công của nước này ở phía Bắc, nhưng sẽ phức tạp do số lượng lớn dân thường hiện đang tập trung tại khu vực. Người phát ngôn của quân đội Israel tuyên bố, chúng tôi quyết tâm tiếp tục tiến về phía trước. Điều này sẽ xảy ra ở bất cứ nơi nào Hamas có mặt và cũng diễn ra ở phía Nam giải Gaza, chuẩn đô đốc Daniel Hagari các quan chức mỹ cho biết họ đang hối thúc israel chỉ hoãn các hoạt động tăng cường ở phía nam cho đến khi nước này tìm ra kế hoạch bảo vệ thường dân đã di tản với số lượng lớn ở đó để thoát khỏi cuộc giao tranh ở phía bắc jonathan feiner phó cố vấn an ninh quốc gia mỹ vừa qua cho biết chúng tôi nghĩ rằng các hoạt động của idf không nên tiếp tục cho đến khi những thường dân di tản đến đó được tính đến trong kế hoạch quân sự của họ chúng tôi đã và sẽ truyền đạt điều đó trực tiếp đến họ Ông Feiner nói thêm rằng Israel nên thu hẹp khu vực chiến đấu, làm rõ nơi dân thường có thể tìm nơi ẩn náu khỏi cuộc giao tranh ở phía Nam. Tuy nhiên, các quan chức Israel cho biết họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công vào phía Nam và trung tâm giải Gaza để đạt được mục tiêu của chính phủ nước này là loại bỏ Hamas khỏi quyền lực nhằm đáp trả cuộc đột kích xuyên biên giới ngày 7 tháng 10. Gần như toàn bộ trong số khoảng 2 triệu người sống ở Gaza hiện đang tập trung tại các trường học, trại tị nạn ở phía nam của Gaza kể từ khi Israel áp đặt lệnh bao vây toàn diện vùng lãnh thổ này vào tháng 10, người dân Palestine ngày càng tuyệt vọng với nguồn cung cấp thực phẩm ngày càng cạn kiệt, thiếu nước sạch, không có điện và nước thải tràn ra đường phố. Theo các cơ quan y tế ở Gaza do Hamas điều hành, thương vong ngày càng tăng của người Palestine với hơn 12.000 người chết sẽ chỉ làm tăng áp lực quốc tế yêu cầu ngừng giao tranh. Một trong những mục tiêu của Israel ở phía Nam sẽ là phong tỏa biên giới với Ai Cập, bao gồm cả các đường hầm bên dưới biên giới, ngăn chặn Hamas nhận thêm vũ khí nhằm kéo dài cuộc xung đột và ngăn các chỉ huy của họ trốn khỏi Gaza nếu cuộc xung đột của nhóm tiếp tục diễn ra yếu kém, các nhà phân tích và quan chức an ninh Israel cho biết. Miri Esin, cựu phó chỉ huy một đơn vị tình báo của quân đội Israel nói, các lãnh đạo chính của Hamas chưa bao giờ ở phía Bắc, phần lớn họ ở miền Trung và phía Nam Gaza. Các mục tiêu hàng đầu của Israel là Yahya Sinwa, lãnh đạo cấp cao nhất của Hamas ở Gaza, và Mohammed Deif, chỉ huy quân sự của Hamas, người mà Israel cáo buộc đã điều phối các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Về phần mình, Trung tá Richard Head, một phát ngôn viên khác của quân đội Israel, nhấn mạnh những vấn đề chiến thuật khó khăn mà các chỉ huy của họ phải đối mặt khi cân nhắc các bước tiếp theo ở phía nam. Trong khi đó, John Spencer, một sĩ quan quân đội Mỹ đã nghỉ hưu và là chủ tịch nghiên cứu chiến tranh đô thị tại Học viện Quân sự Mỹ nhận định, một số thách thức vẫn không thay đổi ở phía nam, nhưng một trong những điểm khác biệt là Israel đã di tản dân thường tới đó, vì vậy họ phải đối mặt với tình huống thậm chí còn khó khăn hơn khi tách biệt dân thường với những tay súng của Hamas. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20 tháng 11 cho biết, ít nhất 6 công dân nước này đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas xảy ra từ đầu tháng 10 vừa qua. Hiện có hơn 1.200 công dân Mỹ, thường trú nhân hợp pháp và thành viên gia đình vẫn còn ở Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, khoảng 800 người Mỹ, gồm thường trú nhân hợp pháp và các thành viên gia đình, đã rời Gaza qua cửa khẩu Rafah đến Ai Cập an toàn, và chỉ còn lại hơn 1.200 công dân nước này vẫn ở lại Gaza. Ông Matthew Miller cũng cho biết, kể từ khi lực lượng Hamas thực hiện cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 vừa qua, cả 6 người này đều đang phục vụ trong lực lượng an ninh của Israel. 5 người trong số họ là thành viên của lực lượng phòng vệ Israel IDF, người còn lại là một sĩ quan ở biên giới. Trong 5 công dân Mỹ thiệt mạng khi đang phục vụ trong IDF, 4 người thiệt mạng tại giải Gaza và người còn lại thiệt mạng ở miền Bắc Israel. Kể từ khi nổ ra xung đột giữa Israel và Hamas, Tổng cộng đã có hơn 12.000 người Palestine thiệt mạng tại Gaza, trong khi đó có khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng sau các vụ tấn công của Hamas. Ngoài ra, Ủy ban bảo vệ nhà báo CPJ có trụ sở tại New York cho biết 48 nhà báo đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và hầu hết tại Gaza khi đang tác nghiệp. Danh sách những nhà báo thiệt mạng bao gồm 43 người Palestine, 4 người Israel và một người Liban trước đó các nước mỹ canada thái lan pháp ukraine nepal cũng đã ghi nhận công dân nước mình thiệt mạng trong cuộc giao tranh đang leo thang giữa tổ chức phong trào hồi giáo hamas của palestine và lực lượng phòng vệ israel idf công dân nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới đã được báo cáo thiệt mạng hoặc mất tích ở israel khi cuộc giao tranh giữa lực lượng hamas ở palestine và israel đang leo thang theo washington post khi các cuộc tấn công bằng rocket đáp trả lẫn nhau giữa phong trào Hồi giáo Hamas và các lực lượng phòng vệ Israel diễn ra, nhiều quốc gia đang nỗ lực xác minh các báo cáo về công dân nước mình bị thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích. CNN thời điểm đó đã đưa tin ít nhất 3 người Mỹ nằm trong số những người thiệt mạng. Bộ ngoại giao Canada xác nhận về một người Canada thiệt mạng và hai người mất tích. Một người đàn ông và một phụ nữ Mexico cũng được cho là nằm trong số những người bị giam giữ ở Gaza. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết Ít nhất hai công dân Thái Lan đã thiệt mạng trong cuộc xung đột đó. Ngoại trưởng Thái Lan cũng cho biết thêm 8 người khác bị thương và 11 người bị bắt làm con tin. Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cũng đã cho biết một công dân Argentina là Rofondo Fabian Skaridrilski đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trên vào Israel hãng tin ap đưa tin bộ ngoại giao pháp xác nhận một phụ nữ pháp đã qua đời ở israel và bộ ngoại giao belarus cho biết hai công dân của nước này bị thương một người nguy kịch trong vụ pháo kích ở thành phố ven biển askaden trong phát biểu qua video, Tổng thống Volodymyr zelensky xác nhận hai công dân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Israel và hơn 100 công dân đã liên lạc với đại sứ quán nước này. Pan-NP SAO cho biết hiện có khoảng 4.500 công dân Nepal làm điều dưỡng ở Israel. Ngoài ra, 265 sinh viên Nepal đang tham gia chương trình học tập và làm việc ở Israel do chính phủ Israel tài trợ. Thưa quý vị, Israel tăng cường pháo kích vào miền nam Liban nhằm đáp trả loạt cuộc bắn phá bằng đạn cối và tên lửa chống tăng của Hezbollah từ miền Nam Liban vào ba khu vực thuộc miền Bắc Israel. Ngày thứ 45 trong chiến dịch tấn công tổng lực vào giải Gaza, hôm 20 tháng 11, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng cả không quân, hải quân, pháo binh kết hợp bộ binh. Trong đó, các lực lượng không quân, hải quân và pháo binh tập trung bắn phá các mục tiêu khu vực trung tâm và phía nam Gaza, trong khi lực lượng bộ binh tiến hành các cuộc đột kích và vây giáp ở khu vực phía bắc Đáng chú ý, quân đội Israel ngày 20 tháng 11 tiếp tục không kích vào bệnh viện quốc tế Indonesia ở phía Bắc Gaza, khiến ít nhất 12 người chết cùng hàng chục người khác bị thương. Trước đó, không quân Israel đã oanh tạc cơ sở y tế với khoảng 700 bệnh nhân đang được điều trị này, khiến ít nhất 120 người chết và gần 200 người bị thương. Cũng trong sáng 20 tháng 11, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo có thêm 3 binh sĩ thiệt mạng trong các hoạt động chiến đấu tại Gaza. Trong suốt 24 giờ, nâng tổng số quân nhân tử trận kể từ khi IDF bắt đầu triển khai các cuộc tấn công bộ binh vào Gaza cách đây 6 tuần lên thành 66 binh sĩ và sĩ quan. Liên quan đến căng thẳng tại khu vực biên giới Israel-Liban, sáng 20 tháng 11, quân đội Israel pháo kích vào hàng loạt mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở phía nam Liban. Thông báo của IDF cho biết, các cuộc pháo kích này nhằm đáp trả loạt cuộc bắn phá bằng đạn cối và tên lửa chống tăng của Hezbollah từ miền nam Liban vào ba khu vực thuộc miền bắc Israel. Trước đó, quân đội Israel cũng pháo kích dữ dội vào hàng loạt vị trí của Hezbollah dọc biên giới trong đêm nhằm đáp trả vụ Hezbollah bắn ba quả tên lửa chống tăng vào một vị trí của IDF ở khu vực Jalil. Theo truyền thông khu vực, một trong số các cuộc tấn công của Hezbollah đã khiến ba binh sĩ Israel thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được IDF xác thực. Kể từ sau cuộc pháo kích của Hezbollah vào khu vực trang trại Shiba mà IDF đang kiểm soát tại khu vực biên giới Israel-Liban hôm mùng 8 tháng 10 nhằm biểu thị sự ủng hộ dành cho lực lượng Hamas ở giải Gaza. Các cuộc giao tranh qua biên giới giữa IDF và Hezbollah đã được ghi nhận diễn ra hàng ngày, đã gây ra thương vong lớn cho cả hai phía, trong đó thương vong về phía Hezbollah đã lên tới con số hàng trăm. Một số chuyên gia khu vực cho rằng cục diện chiến sự tại miền nam Liban hiện đã rất gần với kịch bản của một cuộc xung đột vũ trang toàn diện. Nếu không được kiểm soát tốt, xung đột có nguy cơ gia tăng và lan rộng ra toàn khu vực. Nhất là sau khi lực lượng Hồi giáo al Houthi ở Yemen vừa tiến hành bắt giữ một tàu của Israel tại khu vực Biển Đỏ hôm 19 tháng 11, cả Hamas, Hezbollah và al Houthi được cho là đều có quan hệ tốt với Iran và nhận được sự hậu thuẫn lớn từ Tehran từ nhiều năm qua. Vào cuối tuần trước, giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban chứng kiến bước gia tăng căng thẳng khi quân đội Israel lần đầu tiên không kích vào cơ sở kinh tế nằm sâu bên trong lãnh thổ Liban. Truyền thông Liban cho biết, máy bay không người lái của Israel đã bắn hai quả tên lửa vào một nhà máy khai thác nhôm ở tỉnh Nabatieh, phía nam Liban, gây ra một đám cháy lớn tại cơ sở này. Đây là lần đầu tiên kể từ sau cuộc chiến đẫm máu mùa hè năm 2006 giữa Israel và Hezbollah, không quân Israel mới lại không kích vào một cơ sở kinh tế nằm sâu trong lãnh thổ Liban đánh dấu bước gia tăng căng thẳng đáng lo ngại mới trong chuỗi giao tranh kéo dài 40 ngày qua giữa Israel và Hezbollah. Trước đó, các cuộc bắn phá qua lại giữa hai bên bắt đầu từ ngày 8 tháng 10, chủ yếu tập trung vào các mục tiêu quân sự nằm dọc khu vực biên giới Israel, Liban. Trước khi phát động cuộc tấn công, đài phát thanh quân đội Israel cáo buộc Hezbollah bắn khoảng 20 quả đạn cối và tên lửa tự chế từ miền nam Liban vào khu vực miền bắc Israel, hầu hết số đạn cối và tên lửa này đánh trúng vào khu vực chống trải và không gây ra bất kỳ thương vong nào. Liên quan đến tình hình cứu trợ nhân đạo vào giải Gaza, chính quyền Ai Cập đã chuyển thêm 190 chuyến hàng cứu trợ mới vào Gaza thông qua cửa khẩu Rafah. Lô hàng cứu trợ mới gồm 2.510 tấn hàng hóa, thuốc men, thiết bị y tế là đợt chuyển hàng cứu trợ nhân đạo lớn nhất từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào Gaza kể từ đầu chiến sự. Đồng thời viện trợ cũng có thêm 3 xe chở 1.290.000 lít nhiên liệu được chuyển từ Sinai vào Gaza qua cửa khẩu Rafah là ngày thứ ba liên tiếp các xe chở nhiên liệu được thông quan vào Gaza. Theo các tổ chức quốc tế, việc các chuyến hàng cứu trợ được tăng cường chuyển vào Gaza những ngày qua đã giúp hạ nhiệt đáng kể tình trạng thiếu thốn lương thực, thuốc men, nước uống tại vùng đất có gần 2,5 triệu cư dân này. Tuy nhiên, theo cảnh báo của tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ai Cập, nguồn hàng cứu trợ mà cộng đồng quốc tế gửi đến Bắc Sinai để chuyển vào Gaza đang dần cạn kiệt. Tổ chức này kêu gọi các quốc gia tiếp tục đóng góp hào phóng hơn để tránh nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ đang cận kề tại Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani chỉ trích những cáo buộc cho rằng Tehran đứng sau vụ bắt giữ tàu chở hàng Galaxy Leader của Israel đêm ngày 19 tháng 11 trên biển đỏ. Phát biểu họp báo ở Tehran, ông Kanani nêu rõ, chúng tôi đã nói rất nhiều lần rằng các nhóm kháng chiến trong khu vực hành động một cách độc lập và tự phát dựa trên lợi ích của họ và người dân của họ. Lực lượng Hầu Thì tại Liban cho biết họ bắt tàu Galaxy Leader vì có liên quan đến Israel và sẽ tiếp tục bắt giữ các con tàu khác có liên quan hoặc thuộc sở hữu của Israel, dù là trên vùng biển quốc tế cho đến khi xung đột giữa Israel và Hamas kết thúc. Tàu Galaxy Leader được đăng ký dưới tên một công ty của Anh do công ty vận tải biển Nippon Jusen của Nhật Bản vận hành và treo cờ Bahamas. Tuy nhiên, dữ liệu vận tải công khai cho thấy chủ sở hữu con tàu này có liên quan đến công ty Reika Carrier do ông Abraham Rami một trong những người giàu nhất Israel thành lập. Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản xác nhận vụ việc của tàu Galaxy Leader do Nippon Jusen vận hành. Nhật Bản cũng đang nhờ đến sự giúp đỡ của chính quyền Ả Rập Xê Út, Oman và Iran trong việc phóng thích con tàu và các thành viên thủy thủ đoàn. Tàu Galaxy Leader có 25 thành viên thủy thủ đoàn với nhiều quốc tịch khác nhau, bao gồm Bulgari, Philippines, Mexico và Ukraine, nhưng không có quốc tịch Israel. Trước đó, truyền thông Iran đưa tin lãnh tụ tối cao nước này Ayatollah Ali Khamenei ngày 19 tháng 11 – đã kêu gọi các quốc gia hồi giáo có quan hệ chính trị với israel cắt đứt quan hệ với nhà nước do thái trong khoảng thời gian nhất định ông khamenei cũng đã kêu gọi các nước hồi giáo cấm vận xuất khẩu dầu và thực phẩm sang israel trong khi tổng thống iran ông ebrahim raisi kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận trên quy mô lớn với nhà nước do thái Tuy nhiên, tại hội nghị thượng đỉnh chung giữa Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC và Liên đoàn Ả Rập tại Ả Rập Xê Út, các quốc gia Hồi giáo đã không đồng ý áp đặt lệnh cấm vận với Israel, theo đề nghị của Tổng thống Raisi. Trong diễn biến khác, phong trào kháng chiến Hezbollah tại Nam Liban đã tấn công ba căn cứ quân sự của Israel ở khu vực miền Bắc nhà nước Do Thái. Trong một tuyên bố, Hezbollah cho biết, đã nhắm vào địa điểm tập trung binh sĩ Israel trong căn cứ quân sự Jan al alam và Israel đã hứng chịu nhiều thương vong trong vụ tấn công này. Ngoài căn cứ Jan al alam Hezbollah cũng tấn công bằng tên lửa vào hai căn cứ quân sự Hab al-Bustan và al jada của Israel. Tại giải Gaza, quân đội Israel yêu cầu người dân Palestine khẩn trương sơ tán về phía Nam trước khi triển khai các cuộc tấn công ở bốn khu vực phía Bắc giải Gaza thông báo trên mạng xã hội X bằng tiếng Ả Rập, người phát ngôn quân đội Israel, Avichai Adrae, kêu gọi người dân Gaza sống tại các vùng có mật độ dân số cao như Zabalia, Dei Anbala, Tapfa và Suza isa ngay lập tức sơ tán. Theo thống kê, xung đột Hamas và Israel từ ngày 7 tháng 10 tới nay đã khiến ít nhất 12.300 người Palestine và 1.200 người Israel thiệt mạng. Đến nay, Israel vẫn thực hiện việc bao vây toàn diện với giải Gaza, cắt nguồn cung nhiên liệu, điện và nước, đồng thời hạn chế các hoạt động viện trợ nhân đạo. Israel cũng từ chối lệnh ngừng bắn cho đến khi Hamas phải trả tự do so cho toàn bộ các con tin đang bắt giữ. Theo người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, AV2 ngày 12 tháng 11, IDF đã ban bố lệnh tạm ngừng bắn tiếp theo ở thành phố Rafah, phía nam giải Gaza. Trên mạng xã hội X, ông Erri nêu rõ, trong ngày 20 tháng 11, quân đội Israel sẽ tạm ngừng chiến sự vì mục đích nhân đạo ở phía tây Rafah trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14 giờ theo giờ địa phương, tức 15 giờ đến 19 giờ theo giờ Hà Nội. Cũng theo ông Eri, hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường từ các khu vực Darai Sabalia và Suzaya của thành phố Gaza sẽ hoạt động tới 14 giờ quốc tế, tức là 21 giờ theo giờ Hà Nội. Hành lang này trải dài từ đường Salah Andin tới miền nam dại Gaza. Trước đó, IDF đã bắt đầu triển khai lệnh tạm ngừng bắn trong 4 giờ tại các khu vực khác nhau ở dại Gaza. Hôm 19 tháng 11, IDF đã ban bố lệnh ngừng bắn kéo dài 4 giờ tại khu vực trại tị nạn Rafah. Chiến sự cũng tạm ngừng trong 4 giờ ở trại tị nạn Al Sabura trong cùng khu vực. Cùng ngày, Ngoại trưởng Indonesia Retno Masudi đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Israel nhằm vào Bệnh viện Indonesia tại giải Gaza. Bà nhấn mạnh vụ tấn công là sự vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế. Bà kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước có mối quan hệ thân thiết với Israel, tận dụng tầm ảnh hưởng và năng lực của họ nhằm hối thúc Israel chấm dứt hành động bạo lực. Liên quan đến tình hình nhân đạo, truyền thông Ai Cập đưa tin có 29 trẻ sinh non đầu tiên đã được sơ tán từ bệnh viện Ansifa, cơ sở y tế lớn nhất tại giải Gaza vào Ai Cập để chữa trị. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo trong bối cảnh số người thiệt mạng do xung đột tại giải Gaza đang gia tăng. Trong một tuyên bố, ông Guterres cho rằng số người thiệt mạng mỗi ngày, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, do cuộc xung đột bùng phát từ đầu tháng trước đến nay là không thể chấp nhận được đồng thời nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Ông Guterres cũng cho biết, ông vô cùng sốc khi hai trường học của Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine ở Gaza bị tấn công trong vòng chưa đầy 24 giờ. Hàng chục người trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng và bị thương khi họ đang tìm nơi trú ẩn an toàn tại các cơ sở của Liên Hợp Quốc. Ông tái khẳng định các cơ sở của Liên Hợp Quốc là bất khả xâm phạm. Cũng theo Liên Hợp Quốc, các bác sĩ người Palestine đã sơ tán 31 trẻ sinh non khỏi Bệnh viện Ansifa, cơ sở y tế lớn nhất tại giải Gaza, đồng thời cam kết cũng sẽ sơ tán các bệnh nhân và nhân viên vẫn còn ở đây. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã mô tả Bệnh viện Ansifa là vùng chết sau khi cử một nhóm đánh giá tình hình nhân đạo tại cơ sở y tế này. Theo WHO, những trẻ sơ sinh trên, trong đó 11 trẻ đang trong tình trạng nguy kịch, đã được đưa đến một bệnh viện ở phía nam Gaza bằng xe cứu thương của Hiệp hội Trang lưỡi Liềm Đỏ Palestine để đánh giá tình hình và điều trị. Các bác sĩ cho biết tất cả các trẻ sơ sinh này đều bị nhiễm trùng nghiêm trọng do thiếu nguồn cung vật tư y tế và không thể tiếp tục các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng tại Bệnh viện al -Sifa. Trong khi đó, theo giới chức y tế tại Gaza, những trẻ sơ sinh trên sẽ được đưa đến Ai Cập. Thưa quý vị, lực lượng Israel và phong trào Hamas đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về việc thả các con tin đang bị giam giữ ở giải Gaza. Lực lượng Israel và phong trào Hamas đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về việc thả các con tin đang bị giam giữ ở giải Gaza. Theo hãng tin Aronaut của Israel, dẫn lời các nhà hòa giải Qatar cho biết, Hamas sẵn sàng thả một nhóm gồm 50 phụ nữ và trẻ em trong giai đoạn đầu để đổi lấy việc tạm dừng giao tranh trong 4 hoặc 5 ngày số người được thả dự kiến tổng cộng khoảng 150 người. Đồng thời, các quan chức Hamas thừa nhận họ không biết tung tích của tất cả trẻ em và phụ nữ khi họ bị bắt cóc khỏi lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, Hamas bày tỏ sự sẵn sàng tăng số lượng con tin được thả nếu xác định được vị trí của họ ở giải Gaza trong thời gian ngừng bắn. Theo chính quyền Israel, Hamas đang nắm giữ tổng cộng 240-250 con tin, hầu hết là công dân Israel, trong đó có một số người có hai quốc tịch cũng mang hộ chiếu của Đức, Mỹ và các nước khác. Khoảng 35 người là người nước ngoài, không phải công dân Israel, hầu hết là công dân Thái Lan từng làm việc tại nước này. Trong khi đó, Tổ chức Chữ thập đỏ Quốc tế ICRC ngày 20 tháng 11 thông báo Chủ tịch ICRC Mirjana Spondarik đã tới Qatar để gặp thủ lĩnh phong trào Hamas, ông Ismail Haniyeh, để thúc đẩy các vấn đề nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông. Chủ tịch Mirjana Spondarik đã gặp ông Haniyeh cũng như có các cuộc gặp riêng rẽ khác với giới chức cấp cao của Qatar. ICRC nhấn mạnh chuyến thăm của bà Spoljaric là một phần trong những nỗ lực nhằm tổ chức thảo luận trực tiếp với tất cả các bên để cải thiện việc cần phải tôn trọng luật nhân đạo quốc tế. Thông báo cũng cho biết thêm bà Spoljaric đã nhiều lần gặp gia đình các con tin cũng như gặp quan chức cấp cao của Israel và Palestine. Tổ chức có trụ sở ở thành phố Geneva cũng nhấn mạnh việc tiếp tục kêu gọi khẩn cấp bảo vệ tất cả các nạn nhân trong cuộc xung đột và giảm bớt tình cảnh thảm khốc của người dân ở giải Gaza. Thông báo khẳng định, nhân viên ICRC ở giải Gaza đã hỗ trợ cứu sống nhiều người dân và một nhóm phẫu thuật của ICRC tiếp tục thực hiện các hoạt động tại đây. Chúng tôi sẽ kêu gọi việc được tiếp cận người dân một cách an toàn và bền vững để có thể tăng cường công việc nhân đạo của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi trả tự do cho các con tin. ICRC đề nghị cho phép các nhóm đến thăm con tin để kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ và cung cấp thuốc men, cũng như để các con tin có thể liên lạc với gia đình. Phải đạt được các thỏa thuận cho phép ICRC thực hiện công việc này một cách an toàn. ICRC không thể tiến vào nơi con tin bị giam giữ. Chúng tôi không biết vị trí của họ. Cuối cùng, ICRC, cơ quan đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả 4 con tin trong hai lần khác nhau. Nhấn mạnh rằng tổ chức này không tham gia quá trình đàm phán dẫn đến việc thả con tin. Thông tin trên được đưa ra giữa lúc các nhà đàm phán đang cố gắng đạt thỏa thuận về trả tự do cho các con tin trong số 240 người bị phong trào Hamas bắt giữ sau cuộc tấn công vào Israel hôm 7 tháng 10. Trước đó, giới chức Mỹ và Israel cho biết một thỏa thuận giải phóng các con tin đang bị Hamas bắt giữ ở Gaza có thể sẽ đạt được trong những ngày tới. Phát biểu với hãng tin ABC ngày 19 tháng 11, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jonathan Finner cho biết hàng chục con tin có thể sẽ được trao trả tự do như một phần của thỏa thuận giữa Mỹ. Israel và Hamas với sự trung gian của Qatar. Theo ông Finner, trong khi các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận, các cuộc đàm phán đã đạt tới một giai đoạn hết sức nhạy cảm, mặc dù không tiết lộ các chi tiết của thỏa thuận trên. Ông Finner cho biết Mỹ tin rằng phần lớn các con tin vẫn còn sống và một số lớn những người này có thể sẽ được trao trả tự do, theo thỏa thuận trên. Trong vòng hơn một tháng qua, giới chức Mỹ cho biết họ ưu tiên việc đưa các con tin ra khỏi Gaza trong khi đó, đại sứ Israel tại Mỹ Michael Herzog ngày 19 tháng 11 cho biết các bên đang thảo luận ngừng bắn trong một số ngày để các con tin có thể được trao trả tự do. Lực lượng phòng vệ IDF đã loại bỏ thêm 3 chỉ huy cấp sư đoàn của Hamas. Các lực lượng bộ binh và không quân đã tiếp tục phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của Hamas, gồm các đường hầm trên khắp giải Gaza. Đồng thời, IDF cũng loại bỏ một nhóm chiến binh Palestine ẩn náu trong nhà kho cùng nhiều vũ khí. Bên cạnh đó có thêm hai binh sĩ Israel tử trận trong cuộc giao chiến. Tính từ khi nổ ra cuộc xung đột hôm 7 tháng 10 đến nay, tổng cộng đã có 387 binh sĩ Israel thiệt mạng. Trong một diễn biến khác, ngày 19 tháng 11, chính quyền Palestine tuyên bố phủ nhận phong trào Hamas phải chịu trách nhiệm về cái chết của 350 người tham dự lễ hội âm nhạc hôm 7 tháng 10, đồng thời khẳng định các máy bay trực thăng của Israel đã bắn vào dân thường, gây ra nhiều thương vong. Theo kết quả điều tra sơ bộ của Israel, khi các tay súng Palestine tràn vào lễ hội âm nhạc hôm 7 tháng 10, đã có một số trực thăng của cảnh sát tuần tra gần đó phát hiện và nổ súng ngăn chặn. Tuy nhiên, do có nhầm lẫn nên hỏa lực từ trực thăng đã làm 17 người tham dự lễ hội thiệt mạng. Mặc dù nhiều người Ả Rập và Hồi giáo lên án gây gắt cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel vào Gaza, quân đội Israel vẫn triển khai tác chiến như đã định, dồn dập đánh vào nhiều cơ sở trọng yếu của Hamas, gây tổn thất lớn cho tổ chức này. Kịch bản Hamas sụp đổ là không thể loại trừ. Bộ trưởng các vấn đề chiến lược của Israel Ron Dermer cho biết IDF đã loại bỏ vài ngàn tay súng Hamas, tức là tương đương với mức 1 phần 3 hoặc 1 phần 4 của con số cần thiết để vô hiệu hóa tổng thể lực lượng quân sự của Hamas theo quy tắc nói trên. Việc đẩy các chiến binh Hamas ra khỏi các địa đạo tuy khó khăn, nhưng không phải là thử thách quá lớn đối với một quân đội hiện đại như Israel. Được trang bị các loại UAV và thiết bị theo dõi điện tử tối tân, thực tế mới chỉ có 46 binh sĩ lực lượng phòng vệ của Israel tử trận trong chiến dịch đổ bộ vào Gaza cho thấy IDF rất tận trọng và nỗ lực tránh thương vong. Thiếu tướng về hi Israel Yaakov Amidro thừa nhận có một thất bại tình báo vào ngày 7 tháng 10, nhưng cảnh báo các lực lượng đối nghịch rằng IDF đã phục hồi một cách ấn tượng. Tướng Amidro nói việc chuyển sang tấn công trên bộ với mục tiêu loại bỏ Hamas đã được thực hiện một cách có trật tự. Lục quân và hải quân Israel đã tận dụng tốt thời gian chờ đợi khi không quân không kích quyết liệt vào giải Gaza. Hiệp đồng binh chủng đã bóc tách được các lớp phòng ngự của Hamas IDF hiện hoạt động ở vùng lõi đô thị của thành phố Gaza, chuẩn bị cho việc chiếm lĩnh các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas. Hiện khó biết chính xác bao nhiêu chiến binh Hamas đang ẩn mình trong mạng lưới đường hầm rộng khắp của tổ chức Hồi giáo vũ trang này, một mạng lưới được cho là dài hơn cả hệ thống đường tàu điện ngầm của thành phố London của Anh. Cũng không biết rõ được bao nhiêu người trong số họ đã hạ vũ khí rồi gia nhập khoảng 1,7 triệu người Gaza di tản tới các trại tị nạn ở khu vực phía nam của giải Gaza không có cách nhanh chóng nào để tiêu diệt một lực lượng quân sự nằm sâu trong địa đạo rộng lớn. Ngược lại, lực lượng tác chiến nếu cứ ẩn mình thì ít có cơ hội phục kích một quân đội hiện đại được trang bị đầy đủ cho nhiệm vụ hủy diệt mọi cấu trúc hiện hữu trong môi trường đô thị. Khi khá nhiều người dân Gaza đã di tản về khu vực phía nam của Gaza, thương vong dân thường do xung đột có thể sẽ giảm hơn nữa. Khi Hamas không còn cận kề dân thường, quân đội Israel có thể đẩy mạnh chiến dịch can quét lực lượng Hamas. Hiện nay, ngoài việc từ chối cung cấp vũ khí, Mỹ có có thể làm thêm điều gì khác để làm giảm quyết tâm tiến công của Israel? Tuy nhiên, trên thực tế, sự ủng hộ dành cho Israel vẫn mạnh ở Mỹ. Theo một cuộc thăm dò vào ngày 16 tháng 10 đối với 1.737 người Mỹ, thì có tới 80,4% đảng viên Cộng hòa, 76% đảng viên dân chủ và 74% người ngoài đảng tin rằng ủng hộ Israel là vì lợi ích quốc gia của Mỹ. Tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Mỹ có khả năng phủ quyết bất cứ hành động nào chống lại Israel một số quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại nếu chiến dịch trên bộ của Israel kéo dài, có thể dư luận thế giới sẽ nghiêng hẳn về dân thường Palestine ở Gaza. Tuy nhiên, có những phân tích cho thấy con số thương vong của dân thường Gaza có thể đã bị chính quyền Hamas phóng đại. Phía Israel thì cho rằng có tỷ lệ cao các quả rocket mà Hamas phóng từ Gaza sang Israel đã bị sự cố và rơi. Số rocket này chiếm 10% tổng số rocket phóng đi. Khi Hamas phóng tới 10.000 quả rocket vào Israel kể từ đầu xung đột, thì số lượng rocket bị rơi có thể lên tới 1.000 quả, gây thương vong không nhỏ cho chính người Gaza. Con số thương vong đối với dân thường ngày càng tăng ở dài Gaza khi Israel tấn công trả đũa Hamas và bạo lực với người Palestine ở bờ Tây và những vấn đề đang khiến Mỹ thất vọng với đồng minh lâu năm ở Trung Đông Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thực hiện các bước mà Washington tin rằng có thể giúp ngăn chặn xung đột ở Gaza căng thẳng hơn nữa. Theo các quan chức Mỹ và châu Âu, điều này đang khiến mối quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm trở nên căng thẳng. Trong hai tuần qua, Tổng thống Biden đã thúc đẩy Thủ tướng Israel Netanyahu về một loạt vấn đề từ hạn chế thương vong cho dân thường đến đồng ý tạm dừng giao tranh để giải cứu con tin. Mặc dù đã có thỏa thuận ở một số lĩnh vực, chẳng hạn như các chỉ huy Israel đã chấp nhận lời khuyên của Mỹ không tiến vào Gaza ngay lập tức ở giai đoạn đầu. Nhưng giới chức Washington vẫn lo ngại về các kế hoạch cuối cùng của Israel đối với Gaza cũng như con số thương vong của người Palestine. Theo các quan chức y tế do Hamas điều hành ở Gaza, hơn 12.000 người Palestine, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu bùng phát. Mặc dù Mỹ công khai khẳng định ủng hộ vô điều kiện quyền tự vệ của Israel, nhưng phạm vi và quy mô của bạo lực ở Gaza đã khiến Washington phải cân nhắc lại. Mỹ bày tỏ thất vọng về tình trạng bạo lực của người định cư Israel nhắm vào người Palestine ở bờ Tây. Trước đó, tổng thống Biden đã gửi một tín hiệu rõ ràng tới chính phủ của thủ tướng Netanyahu rằng ông hy vọng chính phủ Israel sẽ xử lý tình trạng này tổng thống biden nhấn mạnh tôi đã nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo israel rằng bạo lực cực đoan chống lại người palestine ở bờ tây phải chấm dứt và những kẻ gây ra bạo lực phải chịu trách nhiệm ông cũng cảnh báo mỹ sẽ xem xét các biện pháp riêng chẳng hạn như cấm cấp thị thực cho những người chịu trách nhiệm về các vụ tấn công như vậy đây là dấu hiệu công khai đầu tiên cho thấy sự kiên nhẫn của mỹ với israel đang bắt đầu cạn dần nỗ lực kiềm chế thủ tướng netanyahu và chính phủ cứng rắn của ông vẫn là một thách thức đối với chính quyền tổng thống biden các quan chức mỹ liên tục thực hiện các chuyến thăm trong khu vực gây áp lực lên ông netanyahu và các thành viên khác trong chính phủ israel nhưng những nỗ lực đó không đem lại kết quả như kỳ vọng khi các cuộc tấn công của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn nhằm vào lực lượng Mỹ ngày càng gia tăng trong bối cảnh xung đột israel hamas chính quyền ông Biden lo ngại Washington sẽ bị lôi kéo vào một cuộc xung đột khu vực ngày càng mở rộng. Trong nhiều tuần, các quan chức Mỹ đã thúc ép Israel tránh các mục tiêu có thể gây nguy hiểm cho số lượng lớn dân thường hoặc có thể dấy lên làn sóng chỉ trích vì vi phạm luật pháp quốc tế, như các cuộc tấn công gần đây vào các trại tị nạn và bệnh viện những cuộc đối thoại đó chỉ đem lại kết quả nhất định mà washington đã bày tỏ thất vọng với chính phủ israel về số dân thường thiệt mạng việc idf tiến hành tấn công chính xác và có mục tiêu tại bệnh viện asifa cho thấy chiến dịch gây ảnh hưởng của mỹ với israel đã thành công lực lượng israel tiến vào cơ sở y tế lớn nhất gaza còn bao gồm các đội y tế và người nói tiếng ả rập những người đã được huấn luyện để chuẩn bị cho môi trường phức tạp và nhạy cảm này với mục đích không gây tổn hại cho những dân thường Mặc dù cách tiếp cận như vậy có thể làm giảm thương vong, nhưng Liên Hợp Quốc cho biết cuộc bao vây bệnh viện đã biến cơ sở này thành vùng tử thần vì những người bên trong bị hạn chế tiếp cận nhiên liệu, nước và các nhu yếu phẩm khác. Israel đã công bố đoạn video chứng minh Hamas đang sử dụng bệnh viện, nhưng vẫn chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về một cơ sở ngầm mà họ nghi ngờ lực lượng Hamas sử dụng. Jonathan Feiner, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 19 tháng 11 trên Meet the Press của CBS, khi được hỏi về cơ sở được cho là của Hamas tại bệnh viện Asifa rằng tôi hy vọng sẽ có nhiều thông tin hơn trong những ngày tới. Ông Feiner cho biết thêm Mỹ muốn đảm bảo Israel sẽ tính đến số lượng lớn dân thường đã chạy đến phía nam giải Gaza khi họ tiến hành giai đoạn tấn công tiếp theo như dự kiến. Ông Feiner nói, chúng tôi cho rằng Israel không nên tiến hành chiến dịch ở phía nam Gaza cho đến khi những người dân thường đó được tính đến trong kế hoạch quân sự của họ. Các quan chức Mỹ, bao gồm Brett Markert Đặc phái viên hàng đầu về Trung Đông của nhà trắng cũng cảnh báo Israel không nên mở mặt trận thứ hai ở phía bắc với Hezbollah ở Liban, nơi đã xảy ra các cuộc tấn công xuyên biên giới. Những cảnh báo đó gần đây đã được phía Israel chú ý, nhưng chính quyền ông Biden cho đến nay vẫn chưa thuyết phục được ông Netanyahu đồng ý ngừng bắn nhân đạo. Các cuộc đối thoại gần đây giữa hai nhà lãnh đạo đã trở nên căng thẳng hơn khi ông Netanyahu liên tục phản đối việc tạm ngừng bắn lâu hơn các quan chức mỹ và israel cũng bất đồng về diện mạo của gaza thời hậu hamas trong khi cả hai bên đều đồng ý rằng israel không nên chiếm đóng gaza sau khi xung đột kết thúc chính quyền biden cho biết họ muốn đảm bảo rằng vùng đất này cuối cùng sẽ do một chính phủ palestine điều hành và lãnh thổ vẫn giữ nguyên trạng mặc dù israel không muốn quản lý gaza nhưng họ vẫn muốn tạo ra một vùng đệm bên trong dải đất dọc biên giới với israel hậu xung đột một quan chức đã mô tả vùng đệm như vậy là vùng đất không người đó sẽ vẫn là một phần của Gaza, nhưng người Palestine không được phép sống ở đó. Vẫn chưa rõ chính quyền ông Biden sẽ xem xét một đề xuất như vậy nếu Israel đưa ra ra sao. Về mặt kỹ thuật, nó không làm giảm bớt lãnh thổ của Gaza, điều mà Mỹ đã công khai phản đối, nhưng sẽ hạn chế quyền tiếp cận của người Palestine vào khu vực. Những nội dung vừa rồi đã khép bại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!